Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Đằng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 166 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ. Tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 166 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ tại đương trường, trong tất cả mọi người ở đây chỉ có Tinh Đế là biết được tâm tư của Ứng Tông Đạo và rất ăn ý với nhau. Hai người đã cùng chiến đấu với nhau mấy trăm năm, nhất cử nhất động của đối phương, thậm chí mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều nắm rõ như trong lòng bàn tay. Ngay cả khi đối phương muốn tung ra chiêu số gì, có thể nói cũng biết ngay từ khi còn đang ở trong lòng. Sự phối hợp ở giữa bọn họ có thể nói là liền mạch, quần anh tụ hội, cho dù là hạng tông chủ, đồng môn cũng không thể có sự liên thủ không thiếu sót hoàn mỹ như thế. Diêu Công Đỉnh căn bản đã không có dự đoán trước, đã để cho chính mình gặp đại vận. Mục đích của hai người Ứng Tông Đạo và Tinh Đế chủ yếu là đối phó với y. Trước hết phế bỏ y, sau đó quay lại đối phó với Đằng Hầu. Oanh! Bên trong Linh Lung Tiên Phần, chín đại cổ tiên nhất tề phất tay oanh tới trên thân Diêu Công Đỉnh, đánh cho y xương gãy bay tán loạn, búa lớn trong tay bật ra. Lập tức Chu Thiên Tinh Cung ùa đến, cơ hồ đem Diêu Công Đỉnh chặn ngang đụng gãy. Thân y không tự chủ được bay lên, đánh hoàn toàn vào giao chỉ thiên thuyền, cốt cách cơ hồ bị gãy toàn bộ. Diệp Húc thúc giục giao chỉ thiên thuyền tì vào thân thể của y, nhanh chóng hướng về phía trước mà đánh. Một lần nữa lại va chạm vào Chu Thiên Tinh Cung. Diêu Công Đỉnh bị hai cỗ lực lượng mạnh mẽ dị thường áp vào bên trong, cốt cách vỡ vụn, thân hình thành tro. Đột nhiên y gầm lên giận dữ, lập tức chân linh bất diệt hóa hình diễn sinh ra thân thể. Tuy nhiên thân thể của y chỉ là một cái xác khô nên không thể khôi phục huyết nhục. Đây là bởi vì lúc y ở trong Hà Quang, tu vi của y đã bị tổn hại, cấm pháp cũng bị phá hủy rất nhiều, không thể chữa trị cấm pháp. Chẳng những thực lực bị hao tổn mà thân thể cũng không thể khôi phục lại được hình dạng ban đầu. Thân thể của y vừa xuất hiện, lập tức một tàn binh lớn bằng nắm tay đột nhiên xuyên thủng đầu của y, làm cho đầu của y nổ tung. Lập tức một tòa thần lô đem thân thể tàn phá của y nhập vào trong lô. Mặt trời chói chang ầm ầm nghiền qua, đưa thân thể y nghiền thành bụi. Chỉ là một tên nhân hoàng, cho dù có tế lên cấm báo thì cũng đừng mong giết chết ta được. Diêu Công Đỉnh lại ngưng tụ thân thể, trên đầu bị vỡ một mảng lớn. Diệp Húc tế khởi tàn binh đó chính là các mảnh vỡ nhỏ của đế binh. Loại này ngay cả thánh bảo cũng dễ dàng xuyên qua, thánh hoàng phân thân đều không thể khôi phục thân thể. Diêu Công Đỉnh mặc dù là vô hoàng, nhưng khối tàn binh này xuyên thủng đầu của y đã để lại cho y một vết thương mãi mãi không thể chữa trị. Có thể nói cho dù y có chữa trị cấm pháp đã bị tổn thương, khôi phục thân thể tới trạng thái toàn thịnh nhất, thì cả đời này đầu hắn vẫn có một cái lỗ lớn, máu không ngừng chảy. Đây là tổn thương do đế binh tạo thành, vĩnh viễn đi kèm theo y, không thể nào mài diệt. Y vừa mới ngưng tụ thân thể, chỉ thấy Thái Dương Thần Lô của Diệp Húc lại lao tới. Chín tòa tiên phần của Ứng Tông Đạo cao thấp tung bay quay quanh thần lô, cấm văn tràn ngập bày ra trận thế. Còn có Tinh Đế thì toàn thân rung lên, chỉ thấy hai tòa đại trận bay ra, 365 mặt đại kỳ dương lên, ngôi sao Chu Thiên Tinh Đấu xuất hiện, tinh hà mênh mông hết thảy vây quanh Thái Dương Thần Lô và tất cả chín tòa tiên phần. Ở trong thần lô, Diêu Công Đỉnh lại một lần nữa lọt vào trận đả kích có tính hủy diệt. Chân linh bất diệt của y thoát ra, thân thể vừa khôi phục liền bị cửu tòa tiên phần đập vỡ. Chân linh bất diệt cũng gặp phải chín tôn cổ tiên có tính hủy diệt đả kích. Lạc Thiên Phú! Diêu Công Đỉnh đột nhiên gầm lên, búa lớn đột nhiên bay tới hung hăng đánh xuống. Ứng Tông Đạo cũng không cùng y đánh bừa, đột nhiên thu hồi lại chín tòa tiên phần. Diêu Công Đỉnh nhẹ nhàng thở ra, chân linh bất diệt nhanh chóng trốn chạy. Vừa mới chạy ra khỏi vòng vây tiên phần, chỉ thấy đầy trời tinh đấu tinh hà cọ rửa mà đến, từng tôn Chu Thiên Tinh Quân giống như cổ thần lộn xộn ồn ào đánh tới, gào thét bao phủ lấy y.
vô số đạo tinh hà cọ rửa, trong chớp mắt không biết mang đi bao nhiêu năm tháng thọ nguyên của y, làm cho y nhanh chóng trở thành già lão. Tinh đế tâm niệm vi động, chỉ thấy hai tòa đại trận đột nhiên hóa thành hai bức trận đồ, tràn ngập các điểm tinh quang vù vù hạ xuống, quay vòng quanh thân thể của y một vòng, hóa thành hai kiện tinh bào, một lớn một nhỏ, khoác lên người. Trong hai kiện tinh bào, một lớn một nhỏ, truyền lại hai tiếng trầm đục. Tinh đế quanh thân chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu, lạnh nhạt mà nói: "Người này đã chết." Y lấy tinh hà trụ quang thể phụ tá hai tòa đại trận, câu thông với lực lượng thánh hoàng phân thân trong đại trận, quyết định đem Diêu Cung Đỉnh luyện hóa. Tuy nhiên, nếu Diêu Cung Đỉnh trước khi chết, hai bên đánh nhau cũng sẽ làm cho y bị thương không nhẹ. Vị giám tiên sứ hàng cổ ma vực này đã bị chết vô cùng uất ức. Trên tay ba người Diệp Húc, Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, trước sau chỉ có thời gian mấy hơi thở đã hoàn toàn hồn bay phách lạc. "Nếu Thiếu Bảo cũng trở thành vua hoàng, đổ lại ba người chúng ta liên thủ đánh lén Đằng Hầu, chỉ sợ không cần huyết chiến thời gian dài như vậy, chúng ta có thể đem Đằng Hầu đánh gục được." Ứng Tông Đạo cảm khái nói, lập tức quay đầu hướng chiến trường Đằng Hầu, Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ bay đi. Tinh Đế theo sát phía sau không ngừng gật đầu. Ba người bọn họ phối hợp với nhau ăn ý còn muốn hơn cả sự phối hợp giữa ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ. Nếu là tu vi của Diệp Húc đạt tới cấp bậc của bọn họ, tuy rằng tổng thể chiến lực không bằng Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ liên thủ, nhưng thực lực phát huy ra thì lại còn muốn cao hơn ba người bọn họ rất nhiều. Giết chết Đằng Hầu cũng không phải là việc không thể làm được. Oanh! Biển máu đầy trời đột nhiên nổ tung, một chiếc huyết hà chiến xa vỡ thành 5-6 mảnh. Cái cấm bảo do Hạng Tông Chủ luyện chế thành này cuối cùng đã không thể chống lại được công kích của Đằng Hầu, bị lực lượng cứng rắn đánh nát. "Hạng Tích, người chết cho ta!" Đằng Hầu đằng đằng sát khí, một chưởng đánh xuống bao phủ toàn thân Hạng Tông Chủ, rồi lại ầm một tiếng đánh nát cái thân thể tàn phế của y, đem thân thể của y mài diệt thành tro. Tu vi và thực lực của Hạng Tông Chủ so với Ma Hoàng không sai biệt lắm, tuy nhiên do y vừa bị hà quang mài diệt mất nửa người dưới, cơ hồ bị mài diệt thực lực một nửa tu vi, nên kém hơn so với trước rất nhiều, nhất thời đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe lên che ở trước người Hạng Tông Chủ. Ma Hoàng nhìn mắt, nhìn tay, nhìn chân, uy phong lẫm lẫm, giống như một pho tượng ma thần. Nhìn tay mở ra, mắt ma mở ra, ma quang nhìn quét bốn phía, một thoáng thời gian cắt đứt lớp lớp không gian, hướng Đằng Hầu mà cắt tới. Ma nhãn ma quang của y hóa thành lưới lớn, gặp phải một trường này của Đằng Hầu, nhất thời bị thủng ra một lỗ lớn. Lập tức chỉ thấy kim chỉ, kim tiên bay tới bảo tượng xung phong, bạo vượn gầm rú ép tới, nơi vô cực run rẩy không ngừng hướng Ma Hoàng mà áp xuống. "Ma Thiên Chiến Kích, Sấm La Thần Điện, Thập Điện Diêm La Vương!" Ma Hoàng Ma La Thiên giận dữ gào giống liên tục, một cây ma kích phóng lên cao lắc lư phía sau cấm bảo của Đằng Hầu. Vừa mới va chạm, ma kích đã gãy, Sấm La Thần Điện xung phong tới lập tức bị cấm bảo của Đằng Hầu đánh bay. Thần điện rách nát tứ tung, cơ hồ sắp bị hủy. Quanh thân của y xuất hiện 10 tòa địa ngục, thập đại ma quốc, vô số thiên ma cùng với thập đại Diêm La Vương lộn xộn tuôn ra hướng về cấm bảo này ngăn lại. Dầm 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 dầm. Một tòa địa ngục bị xuyên thủng, kim thủy trong kim trì thổi quét đem ma khí rửa sạch sẽ. Từng tôn Diêm La Vương bị nghiền vỡ. Bảo tượng cùng bạo vượn há mồm gào rú, chấn vỡ thần ma trong u minh địa ngục, đập tan ma quốc. Trong chớp mắt, cấm bảo của Đằng Hầu liền tới ngay trước mặt. Hắc bào ma hoàng bay phất phới, nhìn tay mở ra hướng cấm bảo này xách đi. Răng rắc, răng rắc. Từng cánh tay của lão bị bẻ gãy, từng cánh tay của lão bị dập nát hóa thành bụi máu. Cấm bảo của Đằng Hầu nghiền ép mà đến, chấn vỡ thân thể của lão, suýt nữa thì phá hủy mất chân linh bất diệt của lão. Đằng Hầu ánh mắt chớp động, đang muốn tiếp tục ra tay, chỉ thấy đột nhiên chín tòa tiên phần bay lại, chín tôn cổ tiên đứng trên tiên phần, có nam có nữ, có già có trẻ. Một đám ngâm nga ca hát, tiêu sái phiêu giật, hướng về phía lão, nhất tề mà công tới. Tinh đế cũng té lên Chu Thiên Tinh Cung áp xuống. "Một đám gà đất chó cánh, liên tiếp mạo phạm ta, thật là tự tìm đường chết mà." Đằng Hầu hừ một tiếng tức giận, thu hồi cấm bảo trở về, đỡ công kích của hai người, lập tức lật tay vỗ thật mạnh vào hướng chân linh bất diệt của Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ mà tập sát. "Các người giết Diêu Cung Đỉnh, nghĩ là có thể đối phó được với ta sao? Này ta trước hết tiêu diệt Hạng Tích cùng Ma Hoàng, xem ai sẽ thắng ai nào." Tuy rằng tu vi của y bị hao tổn, nhưng thực lực vẫn cực đoan mạnh mẽ, đang đồng thời chống lại Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế, còn có thể xuất thủ kích sát Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ. Chiến đấu cho tới bây giờ, chiến lực của Hạng Tịch có thể nói là đã biến mất hoàn toàn,
không còn có lực tự bảo vệ mình, thậm chí ngay cả huyết hà chiến xa cũng bị đánh cho hỏng. Mà Ma Hoàng thì cũng đã bị gãy chiến kích, Sâm La Thần Điện cũng bị dày đặc vết rách. Hai người bọn họ khôi phục thân thể, đối mặt với một chưởng này của Đằng Hầu, cơ hồ không có bao nhiêu lực tự bảo vệ mình. Một chưởng này úp xuống trong vòng ngàn dặm, giam cầm không gian phía dưới, là một đạo hà quang chạy trồm không ngớt, khiến cho bọn họ không còn có chỗ để trốn. Hạng tông chủ sắc mặt tái nhợt, đang bị bức cùng Ma Hoàng rơi xuống phía dưới. Mắt nhìn thấy mình đang bị bức vào bên trong đạo hào quang sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Đột nhiên một con thuyền thanh đồng ầm ầm lái tới, vững vàng tiếp được hai người. Lại là ngươi, cùng muốn đi chết phải không? Đằng Hầu hừ lại một tiếng, bàn tay to tiếp tục úp xuống, vỗ thật mạnh vào phía trên giao chỉ thiên thuyền. Diệp Húc thét lên một tiếng lớn, trên thân cơ hồ bị chưởng này đánh nổ. Bàn tay to của Đằng Hầu đột nhiên phát lực, đem chiếc thuyền lớn này đánh vào bên trong đạo hào quang. Giao chỉ thiên thuyền xâm nhập vào bên trong đạo hào quang, thuyền lớn rung động kịch liệt, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm va chạm, ném lên, xé rách, cơ hồ có khả năng hỏng mất. Lần này chắc là đem ba người bọn họ ma diệt thành cho bụi. Ma Hoàng sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy chiếc chiến thuyền thật lớn này giờ đây giống như một chiếc thuyền con nho nhỏ, có khả năng bị lật bất cứ lúc nào. Tuy nhiên giao chỉ thiên thuyền trước sau vẫn không bị đạo thế giới lực này nghiền nát, ngược lại lại dần dần ổn định lại. Trong tay Diệp Húc điều khiển ầm vang một tiếng, chạy nhanh ra khỏi đạo hà quang, phóng về hướng Đằng Hầu. Tổ sư Ma Hoàng, có còn sức chiến đấu nữa không vậy? Hắn đứng ở đầu thuyền cũng không quay đầu lại mà hỏi. Bản hoàng còn có thể chiến đấu một trận, đáng tiếc không có cấm bảo thuận tay. Ma Hoàng tức giận hừ lạnh một tiếng, cười lạnh mà nói. Người cùng với ứng cận bã đã lấy trộm thân thể vua hoàng do ta thu tập. Nếu không, mặc dù ta không có Sâm La Thần Điện và Ma Thiên chiến kích của ta, ta cũng có thể thao túng 9 thân thể đại vua hoàng cùng cái lão này liều một phen, người chết ta sống. Mau, mau đem thân thể 9 đại vua hoàng lấy ra. Sắc mặt của Diệp Húc tối sầm, thân thể 9 đại vua hoàng trong thập điện hàng của ma vực đã bị hắn đưa cho Già La Minh Tôn để cho Già La Minh Tôn tham ngộ, lĩnh hội cấm pháp ở trong đó, nghiên cứu cấu tạo luân hải của ma tộc vua hoàng, cũng không có ở bên cạnh hắn. Hạng tông chủ thở dài, tự nhìn vào thân thể của mình, chỉ thấy bức thân thể này cơ hồ đã từ cảnh giới vua hoàng rơi xuống. Cấm pháp của mình cũng bị Đằng Hầu lên phiên oanh kích, thế giới cấm pháp rách tung tóe, mài diệt đi không biết bao nhiêu uy lực. Ta muốn chiến đấu một trận, thế nhưng lại vô lực rồi. Ông ta lắc lắc đầu, thở dài nói. Năm đó ta giả chết thoát thân, đem thân thể của mình lưu lại Hoàng Tuyển Ma Tông, luyện ra một bộ thân thể, đi trong 3000 thế giới, hắc đế ma giới xưng hoàng làm tổ. Thân thể kia được ta tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Hiện tại có triệu hồi bức thân thể kia cũng đã chậm đi một bước rồi. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, bảo vật của hắn tuy rằng nhiều, nhưng là Thái Dương Thần Lô chỉ có một mình hắn thúc dục, không có tu luyện cấm pháp Thái Dương Thần Cung, đừng mơ tưởng thúc dục kiện thánh bảo này. Kiểu đỉnh và giao chỉ thiên thuyền thì cũng là như vậy. Ngoài ra, bởi vì Phương Trịnh Tiên Sơn quá mức cổng kềnh, chi bằng Ngọc Lâu Lâm Thể có thể chấn áp Đằng Hầu. Hiển nhiên Đằng Hầu hiểu biết về hắn quá sâu, tất nhiên sẽ không để cho Ngọc Lâu lại gần lão ta được. Mà mảnh vỡ đế binh thì không có nửa phần uy năng, nên chỉ là một kiện lợi khí dễ dàng bị Đằng Hầu tránh né. Mà vào lúc này thì Ứng Tông Đạo và Tinh Đế đã tràn đầy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chết. Đây là ép ta sử dụng toàn lực mà. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên chăm chú, nhìn vào thiên giới trong 3000 thế giới, lẩm bẩm mà nói. Trong cơ thể hắn, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền tâm pháp bắt đầu hoạt động, nhất thời cùng thời không ở bên trong xa xôi cảm ứng được với một bảo vật cổ xưa. Tại bên trong thời không xa xôi đó, tòa bảo vật thần bí cổ xưa kia chậm rãi sống lại. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Chứng Đạo Chi Bảo, một loại hơi thở từ thời xa xưa đang dần dần tràn ngập ra. Bản hoàng đi trước, vừa chắn vừa đỡ. Hạng lão nhi, ngươi lập tức triệu hồi thân thể của mình đi. Ma Hoàng phóng người lên cao, lao ra khỏi giao chỉ thiên thuyền, thu hồi về hai mảnh chiến kích cấy vỡ, che kín vết sách của Sâm La Thần Điện, hướng Đằng Hầu giết tới. Nay chỉ có tử chiến, nếu không dù chúng ta có đảo thoát thì cả đời cũng luôn luôn bị giám thiên sứ đuổi giết mà thôi. Thanh âm của y truyền đến, tiếng quát phẫn nộ. Một trận chiến này không thể trốn được, chỉ có thể chết. Nếu y không chết thì bổn hoàng chết vậy. Hạng tông chủ hai mắt nhắm lại, lập tức triệu hồi thân thể của mình. Trong một cái ma điện ở hắc đế ma giới, một thân thể vua hoàng hùng mạnh đột nhiên thức tỉnh, một quyền đánh vỡ hư không, tiến về nơi vô cực. Thỏ khôn đào ba hang, lão tâm tư kín đáo, từng tại Đằng Hầu thủ thượng,
chưa lo thắng thì trước lo bại, lưu lại thân thể của mình, bảo đảm cho mình có thể thua keo này bài keo khác. Ứng Tông Đạo và Tinh Đế giờ phút này đã tràn đầy nguy cơ, có thêm Ma Hoàng xông vào trong chiến trường, lúc này khiến bọn họ một thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng có thể giảm bớt một chút áp lực. Đằng Hầu tu luyện tới cảnh giới Vô Hoàng đỉnh phong, ở trong lòng Thiên Đế, địa vị thế giới Vô Hoang là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, phái xuống Gián Thiên Sứ ở bên trong 3000 thế giới, chỉ sợ rằng lão là người đầu tiên, là người thứ nhất có thể bãi bình tất cả những người mới tấn chức Vô Hoàng, đem tất cả những người có tiềm lực bóp chết ngay từ khi còn trong trứng nước. Cấm bảo mà Đằng Hầu đang cầm trong tay đột nhiên chấn động một chia thành 6, đồng thời tấn công 3 người Ứng Tông Đạo, khiến cho 3 người ốc còn không mang nổi mình ốc. Tiếp theo đó, 6 kiện cấm bảo ào ào bay trở về trong tay của lão, lại hợp lại hóa thành một kiện, hướng vào đầu Ứng Tông Đạo mà nện xuống. Ầm vang một tiếng, 9 tòa tiên phần bị kim liên bảo tượng của y nện cho đến vỡ ra thành 4-5 mảnh. Thân thể từng tôn cổ tiên thình thịch nổ tung. Ứng Tông Đạo thét lớn một tiếng, hộc máu mà rút lui. Các người đã bị thương, lại càng bị thương nhiều hơn. Một đám tàn binh bại tốt, các người sao có thể cùng ta tranh đấu được đây? Đằng Hầu cười lại một tiếng, đuổi nhanh tới. Đột nhiên hai bộ trận đồ hạ xuống, hóa thành tinh đấu. Tinh Hà diễn hóa ra một mảnh vũ trụ mênh mông. 365 pho chu thiên tinh quân gào thét đánh tới. Vô số ngôi sao ầm ầm nghiền ép. Tinh Đế, nếu là tổ sư nhà các ngươi đến đây, ta còn e ngại 3 phần. Ngươi tự tìm đường chết, cùng nghịch tặc làm loạn. Cho dù ta có giết ngươi, tổ sư ngươi cũng không dám thả ra một cái rắm. Nếu không thì y là đối nghịch với trời. Đối nghịch với trời thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đằng Hầu cười ha hả, khí thế phát tán. Trong hai tòa đại trận đột nhiên xuất hiện một mảnh đại dương màu vàng. Trong đại dương nở lên một đóa hoa sen vàng to lớn không gì sánh được. Hoa sen quay tròn sinh ra bảo tượng, bảo tượng trở đi cự viên trở đi khay ngọc. Trên khay dâng lên một tòa lô bồng, trong khay diễn hóa ra thần ma thế giới lồng lộng. Bức dị tượng này bành trướng kịch liệt, chỉ một tháng đã tràn ra 1000 vạn dặm, 1000 triệu dặm, đem chu thiên tinh đấu, tinh quân, tinh hà trụ quang bức khai, tất cả không thể đến gần người. Chỉ dựa vào khí thế hầu như lão đã khiến cho hai tòa đại trận kia đình chỉ vận chuyển. Tình Đế, người cũng chết thôi. Lão tiến lên cấm bảo của mình, muốn đem hai tòa đại trận này phá hủy hoàn toàn. Ma Hoàng cùng với Ứng Tông Đạo lắc mình tiến vào trong trận, chỉ thấy Ma Hoàng gầm lên, tế khởi ma kích tản binh, nhảy vào trong thế giới cấm pháp của lão, thẳng tắp lao tới lão mà giết. Quanh thân của y dâng lên thập phương u minh ma thổ, thập đại diêm vương thần điện, thập đại diêm la ma vương, sừng sững tạo ra một mảnh không gian độc lập trong thế giới cấm pháp của Đằng Hầu. Ứng Tông Đạo bay vào trong thế giới cấm pháp của Ma Hoàng, quát lớn một tiếng, thân y dâng lên cùng với thập phương thế giới. Có sông to suối lớn, có lục đạo luân hồi, có luân hồi phá diệt, có ma đạo thiên đình nhiều vô số loại. Y lại lấy chính cấm pháp của mình phụ tá vào, hình thành một cái chỉnh thể khuếch trương ra bên ngoài. Thập phương u minh ma thổ của Ma Hoàng chống đỡ ở phía dưới, không ngừng ăn mòn thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, mài diệt tu vi của lão. Loạn thần tặc tử đã chạy tới cùng đường mặt lỗ, bắt đầu cùng tình trạng hợp tu vi với ta hay sao? Đằng Hầu cười ha hả, khí thế đã tăng lại càng tăng, thế giới cấm pháp càng ngày càng mạnh, áp chế thế giới cấm pháp của Ma Hoàng và Ứng Tông Đạo. Thế giới cấm pháp của hai người không những không khuếch trương lên được, ngược lại còn không ngừng thu nhỏ vào bên trong. Sự va chạm của thế giới nhưng thực ra là sự va chạm của tu vi. Khi trước Diệp Phúc cùng với Ngọc Chân đại sư của Tiểu Quang Minh Thánh Địa so đấu tu vi, mài diệt thế giới cấm pháp của y, kiên cường đưa y hao tổn đến chết. Tuy nhiên, Ứng Tông Đạo và Ma Hoàng, hai người cho dù hợp lực thì chênh lệch giữa tu vi cùng với Đằng Hầu cũng lớn đến không thể tưởng tượng được. Nếu như cùng lão so đấu tu vi thì chỉ có một con đường chết. Dầm. Đột nhiên, một bàn tay to từ trong tinh không vươn ra, đâm vào trong thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, oanh động thế giới của lão. Tinh Đế gào thét tiến đến, sau lưng đứng lên một pho Thánh Hoàng phân thân, chu thiên tinh lực đổ sộ không ngừng nhộn nhạo. Y mang theo pho Thánh Hoàng phân thân này gào thét xuyên thấu thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, xông vào thế giới thập đại Diêm La của Ma Hoàng, đi vào thế giới tiên thổ của Ứng Tông Đạo. Đồng thời, thế giới cấm pháp của y cũng mở ra, hai cánh tay to của Thánh Hoàng phân thân chống đỡ phần bên cạnh thế giới, giận dữ quát to một tiếng, hướng ra ngoài mà thác đi. Có sự gia nhập của y, hơn nữa nhờ uy năng của tinh cung tổ sư Thánh Hoàng phân thân, thế giới cấm pháp của 3 người nhất thời ngừng xu hướng suy tàn, không ngừng khuếch trương như tầm ăn dỗi lên thế giới cấm pháp của Đằng Hầu, mài diệt tu vi của lão.
Có thêm Tinh Cung Tổ Sư, Thánh Hoàng phân thân, các người liền nghĩ đám các người có thể cùng ta so đấu tu vi hay sao? Loạn đảng phản tắc, cùng thiên triều đối nghịch, cùng trời xanh đối nghịch, tất cả chết không có gì đáng tiếc cả. Đằng Hầu khẽ lắc đầu liên tục cười lạnh, tay cầm cấm bảo dâng lên, tiến vào trong thế giới cấm pháp của mình, ầm ầm áp chế. Kim chỉ, kim liên, bảo tượng, bảo vượn, khai ngọc, lô bồng không ngừng chấn áp, đem thế giới cấm pháp của ba người ép tới không ngừng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Tu vi của ba người bọn họ không ngừng bị mài diệt, tinh khí tự thân không ngừng bị xói mòn. Qua không lâu nữa, bọn họ sẽ hoàn toàn bị phế bỏ tu vi, sẽ bị thế giới cấm pháp của Đằng Hầu mài diệt thành tro. Ứng thiếu, Thạch Mỗ có thể cùng ngươi sóng vai liên thủ đối kháng đại địch, chết cũng không hối tiếc gì cả. Trên nét mặt thanh tú của Tinh Đế lộ ra vẻ tươi cười. Đây là lần thứ hai chúng ta cùng nhau liên thủ, phải không? Ứng Tông Đạo gật đầu, thấp giọng nói. Không sai, là lần thứ hai chúng ta liên thủ. Có thể cùng Thạch Huynh liên thủ, đó là vinh hạnh của Hứng Mỗ ta. Lần trước chúng ta liên thủ, giết Thiên Phần. Lần này, chỉ sợ rằng chúng ta không qua được đại kiếp nạn này rồi. Ứng Mỗ thật thẹn với Thạch Huynh. Người vốn có một tiền đồ thật tốt, thế mà Ứng Mỗ đã làm liên luyện đến Huynh rồi. Chi kỷ khó cầu, chi kỷ khó cầu. Tinh Đế thản nhiên cười nói. Hai người nhìn nhau cười, rồi lại cùng cười to lên nói. Nếu như có thể sống sót, ta nhất định sẽ cùng ngươi đấu một trận, xem ai cao ai thấp nào. Ông... Ở trên không trung thiên giới, hàng rào thế giới vô cùng chắc chắn đột nhiên vô thanh vô tức vỡ ra. Một luồng uy áp vô cùng mênh mông chuyển đến, nhất thời kinh động thiên giới, khiến cho không biết bao nhiêu đầu sỏ đại lão đều vươn thân mình, xuất ra thần niệm, thần thức, nhìn quét khắp nơi. Người nào dám ngang nhiên tác loạn thiên giới? Ở võ thần điện, Tuần Thiên Sứ bay ra võ thần cung, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Võ La lão tổ cũng bị kinh động, ngẩng đầu nhìn theo hướng giữa không trung, bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh, từ từ ngồi xuống, không nói nên lời. Chỉ thấy nơi vòm trời vỡ ra, một tòa bảo tháp 33 tầng ầm ầm hạ xuống, đế uy tràn ngập chư thiên, xuyên thủng từng tầng hư không thiên giới, chấn áp tất cả. Tòa bảo tháp này có màu sắc cổ lão, có phương vị cổ lão, giống như từ thời viễn cổ xa xôi lái tới. Mặc dù đó chỉ là hư ảnh, nhưng hơi thở của nó làm cho bất kỳ một kẻ nào cũng đều phải cúi đầu xưng thần. Đế uy không thể mạo phạm. Bên trong Thuần Dương Cung ở Dương Thiên Thần Giới, một cái thần niệm tán phát ra hơi thở cường hoành từ xa xưa, sóng động khiến cho người ta ngạt thở. Là nó, cái kiện này là chứng đạo chi báo của vị thiên đế đầu tiên, cuối cùng đã một lần nữa xuất hiện. Thiên đế mạnh từ xưa đến nay, chứng đạo chi bảo của Nguyên Thủy Thiên Vương cuối cùng lại lộ ra tung tích rồi. Một nơi cổ lão ở trong cung điện ưu thiên thần giới đồng thời truyền đến dao động. Thần vương, thần niệm mà ở các thế giới khác từng vị cổ lão từ xa xưa bừng tỉnh, chú mục theo dõi tòa Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy tòa bảo tháp này đánh xuyên hàng rào giữa thiên giới và hạ giới, đi thẳng xuống hạ giới. Lúc này đây, vị cao nhất trong Thương Thiên Thần Giới cũng mở mắt ra, ánh mắt chớp động. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, vị thiên đế hùng mạnh đệ nhất này, nếu là tìm được chứng đạo chi bảo của ngài, nói không chừng lại có thể cho trẫm tiếp tục thành công, tiến thêm một bước, có thể kéo dài thọ nguyên của trẫm rồi. Hình dáng đương kim thiên đế này đã rất tiều tụy, đang như từng bước đi vào tuổi già lão, nhẹ nhàng đi ra khỏi đế cung. Một vị lão nhân mạng không còn lâu như vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết đi. Vậy mà khi ông đi ra khỏi đế cung, một nháy mắt thôi, các loại dao động thần niệm tràn đầy trong 9 tầng thiên giới đều bình thường trở lại. Chỉ thấy đương kim thiên đế bước đạp hư không, không đi đến nơi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp hạ xuống, ngược lại hướng về phía Di La Thiên Địa Tháp mà đi đến. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu thần vương đế quân, thậm chí thiên đế đều muốn biết chỗ ẩn thân của Di La Thiên Địa Tháp. Này món bảo vật này muốn dừng ở trong tay của trẫm, được đến tháp này, con của trẫm có thể trèo lên đế vị, truyền lại muôn đời. Nơi ông ta đi qua, vòm trời một lần nữa lại bị vỡ ra, bước vào nơi hư vô tối tăm, đi đến bên ngoài thiên giới, hướng về vị trí của thiên đế. Thiên đế mạnh mẽ đi đến nơi lưu lại bảo vật. Dầm. Hơn 10 tôn thân ảnh vô cùng cường hoành đều phóng lên cao, cùng đi đến nơi đó, cùng toan tính như là thiên đế vậy. Lần này bảo tháp Nguyên Thủy Thiên Vương hiện thân, cuối cùng cũng làm cho bảo khố của tôn thiên đế này lộ ra một góc. Bảo vật này dừng ở trong tay của ai vẫn còn chưa biết được. Còn không biết có bao nhiêu thân ảnh tu vi thấp hơn
tự nghĩ không có thực lực cùng bá chủ đầu sỏ tranh chấp, tất cả đều đứng lên mở ra hàng rào thiên giới, tiến vào hạ giới. Thiên giới đã hiện lên loạn tượng. Cùng lúc đấy, hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp cũng vừa tiến vào 3000 thế giới, nhất thời kinh động không biết bao nhiêu lão quái vật bên trong Xích Đế Ma Giới. Xích Nguyên Ma Tôn mở mắt ra, mắt đi bắn ra ma quang, đột nhiên phá vỡ hàng rào thế giới, hiện ra nơi vô cực. Chỉ thấy một tòa bảo tháp 33 tầng từ ngay bên cạnh y gào thét phóng qua. Ra đầu Xích Nguyên Ma Tôn như tê dại đi, một cử động nhỏ cũng không dám, trơ mắt nhìn tòa bảo tháp này bay sát ngay bên cạnh mình. Sau một lúc, y mới từ từ phục hồi lại tinh thần, lầm bầm mà nói: "Lại là vật này, không biết đến tụt cùng đây là cái bảo vật gì mà có thể có uy năng kinh thiên động địa đến như vậy. Rốt cuộc là ai đã triệu hồi hư ảnh kiện bảo vật này? Không đúng, cái bảo vật này hình như có chút quen quen, thật sự rất quen mắt thì phải." Đột nhiên, y nhớ tới Diệp Húc, tựa hồ như đã từng tới lên vu bảo loại này, cũng là một tòa bảo tháp. Trong lòng y rung động, vội vàng đuổi theo phương hướng mà Di La Thiên Địa Tháp vừa bay qua. Tuy nhiên tòa bảo tháp kia tốc độ cực nhanh, so với giao chỉ thiên thuyền còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, nên căn bản không thể nào mà đuổi kịp được. Xích Nguyên Ma Tôn đuổi theo không nỡ bỏ, mà tòa bảo tháp kia đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Đột nhiên lại có một luồng hơi thở ảo đến. Ma Tôn quay đầu nhìn thì thấy hàng rào giữa thiên giới và 3000 thế giới đột nhiên vỡ ra. Những thân hình giống như những con kiến vô cùng bé nhỏ chen nhau chui vào chui ra. Trong số này, Vu Hoàng chiếm phần đông, nhưng cũng không thiếu hơi thở thánh hoàng. Thậm chí, Xích Nguyên Ma Tôn còn cảm giác được hơi thở khủng bố của Vu Tổ truyền đến. "Hư ảnh món bảo vật này, thế nhưng kinh động đến cả Vu Tổ sao?" Xích Nguyên Ma Tôn khiếp sợ vô cùng. Vu Tổ đã đặt tới bước đánh vỡ đạo môn, nhảy ra bên ngoài, có rất ít thứ có thể làm cho bọn họ kích động. Mà nay, bậc cường giả này lại vì hư ảnh một món bảo vật đuổi theo từ thiên giới đến. Có thể thấy được món bảo vật này hấp dẫn cỡ nào. "Thứ Tây Hoàng Công triệu hoán, rốt cuộc là bảo vật gì vậy? Tên tiểu tử này nhất định phải rơi vào tay ta, nghiêm hình tra tấn, moi ra hết bí mật nhỏ của y mới được." Xích Nguyên Ma Tôn liếm liếm môi, nhai răng khẽ nói: "Đám thiên giới kia chưa chắc đã biết được la lịch của tên tiểu tử Tây Hoàng Công này, nhưng ta lại biết rõ, y chẳng thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta được." Tốc độ hư ảnh của Di La Thiên Địa Tháp thật sự rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Dù là Vu Tổ cũng không thể theo kịp, chỉ có thể nhờ vào hơi thở mà món bảo vật này tản ra để xác định hướng nó đi. Diệp Phúc chỉ cảm thấy tu vi mình nhanh chóng giảm xuống. Hắn từng triệu hồi Di La Thiên Địa Tháp một lần, lúc ấy tu vi hắn chính là nguyên thần kỳ, kém tu vi nhân hoàng hiện nay cả mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn lần. Lần đấy hắn chỉ gọi một chớp mắt đã hao hết sạch tu vi, sau không dám triệu hồi tiếp nữa. Mà lần này thời gian triệu hồi kia dài hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, năng lượng tu vi nhân hoàng của hắn cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng mất đi, thậm chí hắn còn hoài nghi là không biết mình có thể triệu hồi hư ảnh tòa bảo tháp này đến được hay không. "Thân thể của ta cuối cùng cũng tới." Hạng tông chủ đột nhiên mừng rỡ, chỉ thấy một khối thân thể Vu Hoàng ầm ầm bay tới, so với thân thể ban đầu của ông mạnh hơn rất nhiều. Ông lập tức thoát ra khỏi thân thể tàn phá kia, nhập chủ vào thân thể mới. "Thiếu bảo, người hãy lập tức rời đi." Hạng tông chủ nhập chủ thân thể mình rồi lập tức đứng lên điểm nhân mà nói: "Hoàng Tuyển Thánh Tông ta chỉ còn có ngươi là có thể làm tông chủ. Lần này ta đi hẳn phải chết chứ không thể nghi ngờ, nhưng dù thế cũng phải đi xem có cứu được tông đạo hay không." Ông quyết chí sinh tử, gào thét bay tới đằng hầu, hô lớn: "Nếu ta không thể cứu hắn, Hoàng Tuyển Thánh Tông tất sẽ bị đằng hầu phá hủy. Nhiệm vụ phục hưng Thánh Tông nhờ cả vào ngươi, vạn vạn lần không thể để cơ nghiệp tổ tông bị hủy đi trong chốc lát được." Hạng tông chủ đột nhiên dừng bước lại. Vị nhã sĩ trung niên này trợn tròn mắt, miệng mở to, suýt chật cả khớp, tuôn ra một câu thô tục: "Con mẹ nó chứ, đó là cái gì vậy?" Trước mắt ông ta, một tòa bảo tháp với phong cách cổ xưa ầm ầm giáng đến. Tòa bảo tháp này cổ kính như hàng cổ vĩnh tồn, không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Bảo tháp tràn ngập ra đấy uy trùng điệp, cách không biết bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng thiên đế chi uy vẫn tồn tại trong tòa bảo tháp này. Cho dù là hư ảnh mang theo một tia đế uy cũng đủ làm cho Vu Hoàng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Thế giới cấm pháp của đằng hầu ngừng vận chuyển đầu tiên. Tiếp theo đó là thập phương u minh ma thổ của Ma Hoàng, thế giới tiên thổ của Ứng Tông Đạo, tinh hà trụ quang và tinh đế, tất cả đều ngừng vận hành. Thậm chí hạng thông chủ bị định trụ giữa không trung không thể động đậy. Năm vị Vu Hoàng này ai cũng không thể chống cự, dù chỉ nửa phần đã bị áp chế tu vi. Đong!
hư ảnh bảo tháp rơi xuống, chấn áp tới đằng hầu. Là kẻ nào dám đánh lén giám thiên sứ vậy? Đằng hầu vừa sợ vừa giận, cưỡng ép vận chuyển pháp lực. Tu vi của lão đã đạt tới vô hoàng đỉnh phong, bắt đầu vận hành, cưỡng ép tế cấm bảo của mình lên. Kim chỉ, kim liên, bảo tượng bạo vượn, ngọc bàn lô bồng chen nhau dựng lên, nghênh đón hư ảnh tòa bảo tháp kia. Lão phẫn nộ quát lên: "Ta không biết ngươi đến tụt cùng là ai, nhưng ngươi đây là nghịch thiên mà đi, đối nghịch với trời, đối nghịch với thiên triều. Cho dù ngươi có bản sự lớn như thế nào thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi." Oanh! Lô bồng vỡ nát, hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp áp chế xuống, khiến ngọc bàn rầm rầm dập nát. Vô thượng thần ma trong ngọc bàn kia hóa thành tro tàn. Tiếp theo là bảo vượn bị đè nát, bảo tượng hóa thành thịt nát, kim liên suy tàn, kim chỉ bốc hơi. Cấm bảo mà lão khổ cực luyện thành quả thực chẳng thể ngăn cản nổi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp chút nào, đã bị đánh nát hoàn toàn. Đằng hầu hoảng sợ dị thường, lập tức cưỡng ép đề pháp lực ra, ra sức chạy ra ngoài để tránh né sự chấn sát của hư ảnh tòa bảo tháp này. Lão chính là vô hoàng đỉnh phong, tận lực bỏ chạy thì tốc độ phải nói là kinh người, ngay lập tức đi được trăm vạn dặm, giống như một cây cầu vồng vắt ngang qua vũ trụ. Nhưng tốc độ của lão có nhanh đến mấy cũng chẳng thể chạy khỏi phạm vi bao phủ của Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này bóp méo không biết bao nhiêu thời không, vô số thời không lộn xộn nối vào nhau. Đằng hầu lao đi trăm vạn dặm, chỉ trong chớp mắt xuyên qua vô số cương vực, nhưng cũng chỉ là xuyên qua một thời không này đến một thời không khác. Ở trong mắt người khác thì lão chỉ đang chạy đi tại chỗ, có động nữa thì cũng không đi di chuyển được chút nào. Loại phong ấn ở trình độ này làm cho lão chỉ có thể đối mặt với sự đánh giết của Di La Thiên Địa Tháp. Người đây là đối nghịch với thiên triều, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lão giận dữ ngẩng đầu quát mắng, đón lấy bảo tháp áp chế. Vị vô hoàng này nổ bung ngay tại chỗ, bị nghiền nát, ngay cả cặn cũng không còn. Di La Thiên Địa Tháp tiếp tục rơi xuống, hư ảnh tòa bảo tháp này bắt đầu tan rã. Chính là pháp lực của Diệp Húc cuối cùng cũng khô cạn, không thể chống đỡ được uy năng tòa bảo tháp này. Oanh! Dư quang bảo tháp rơi xuống, đánh lên đạo ánh sáng ở nơi vô cực kia. Chỉ thấy ánh sáng để lại khi thế giới kia va chạm, bị bẻ gãy, lập tức phân thành hai nửa. Ngay sau đó, hai đạo ánh sáng gãy kia bị hư ảnh kia ép cho nén lại thành hai viên tinh cầu nhỏ bằng nắm tay. Răng rắc một tiếng, một viên tinh cầu trong đó không chịu nổi dư uy của bảo tháp vỡ tung tại chỗ. Nơi vô cực kia như có một trận nổ kinh khủng xảy ra, trăm triệu dặm hư không bị hủy diệt lập tức. Bề ngoài một viên tinh cầu khác cũng kín đầy vết rạn nứt, trở nên cực kỳ không ổn định. Hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại, chỉ còn một kiện, hiện trường đầy hỗn độn. Trên giao chỉ thiên thuyền, Diệp Phúc ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay mình với vẻ khó có thể tin nổi. Không thể tin được cảnh tượng hùng vĩ bao la kia chính là từ đôi bàn tay của mình mà ra. Đột nhiên sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt biến đen, thân thể lung lay như sắp bất tỉnh. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tế lên ngọc lâu, luyện hóa tiên linh khí, khôi phục lại tu vi của mình. Triệu hồi hư ảnh tòa Di La Thiên Địa Tháp này khiến tu vi của hắn tiêu hao sạch sẽ, toàn thân không còn chút pháp lực nào. Tu vi của ta đã đến rất gần vô hoàng rồi, thế nhưng chỉ đủ triệu hồi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp đến nơi vô cực này không đến một hơi thời gian, thật quá tiêu hao pháp lực mà. Diệp Phúc vừa khôi phục tu vi vừa nghĩ, nếu như có thể thoải mái triệu hồi nó, cho dù là vị thánh hoàng như là Xích Quyên Ma Tôn có đến, ta cũng có thể ra sức tra tấn y đến chết được. Dư uy của Di La Thiên Địa Tháp hoàn toàn tiêu tán, đám người ma hoàng hạng tịch mới phục hồi lại tinh thần, hết nhìn đông lại ngó tây. Ma hoàng chắp tay với hư không rồi nói, không biết là vị tiền bối nào âm thầm ra tay cứu chúng ta một mạng, kính xin hiện thân, Ma La Thiên vô cùng cảm kích. Hạng tông chủ cũng cao giọng nói, tiền bối ra tay cứu giúp, tịch ta khắc ở trong tâm khảm, mong tiền bối hãy hiện thân. Ứng Tông Đạo và Tinh Đế liếc nhau đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ rất tin tưởng về Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc, từng mấy lần thấy Diệp Húc tới lên tòa bảo tháp này. So với tòa bảo tháp vừa xuất hiện kia, khác về số tầng nhưng cấu tạo lại giống hệt nhau, trong lòng nhất thời có phần hiểu ra. Nhưng Ma Hoàng lại không hiểu biết Diệp Húc mấy, chỉ khi đối phó với Đế Tuệ thì thấy Diệp Húc tới lên một tòa bảo tháp thu đi tiên linh khí của Đế Tuệ từ xa. Gã chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng không để ý cho lắm. Dù sao thì khi đó tu vi Diệp Húc còn yếu, ở trong mắt Ma Hoàng thì hắn chỉ là một con kiến cỡ vừa, nên vu bảo mà hắn luyện ra, Ma Hoàng đương nhiên là lời chú ý. Mà hạng tông chủ thì chưa từng thấy qua bảo tháp của Diệp Húc, nên không đoán được tòa bảo tháp kia chính là do Diệp Húc triệu tập từ trên 9 tầng trời tới. Vị tiền bối này đúng là thần long kiến thủ, bất kiến vĩ,
Ngày ấy cứu chúng ta một mạng chắc chỉ là tiện tay mà thôi, giờ này e là đã rời đi rồi. Hạng tông chủ cảm khái nói. Tinh quang lóe lên trong mắt Ma Hoàng, lộ ra vẻ say mê, gã nhẹ giọng nói. Thế gian vẫn còn bậc cao nhân thế này. Trước khi bản hoàng luôn khinh thường anh hùng trong thiên hạ, nhưng vị tiền bối này tu vi cao đến đáng sợ. Trong mắt ngài ấy, e chúng ta chính là những con kiến. Cứu mạng mấy con kiến bé nhỏ, ngài ấy đương nhiên sẽ không chờ kiến đi cảm ơn, đã sớm rời đi rồi. Ứng Tông Đạo lắc đầu cười, vươn tay nắm lấy viên tinh cầu hình thành từ ánh sáng thế giới lực kia. Ma Hoàng thấy thế sát khí tràn ngập trên mặt, hiển nhiên là gã thèm nhỏ dãi viên tinh cầu này, nhưng lại nhịn xuống, cười lạnh một tiếng ra vẻ ta đây chẳng thèm. Sư đệ, viên tinh châu này là bảo vật của đệ. Ứng Tông Đạo đi lên giao chỉ thiên thuyền, đem viên tinh châu do ánh sáng kia ngưng tụ thành ra cho Diệp Húc, lập tức cao giọng nói. Các vị, nếu giám thiên sứ đã bị diệt trừ, vậy chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tu dưỡng một phen. Tinh đế, Ma Hoàng và Hạng tông chủ đi lên thuyền, giao chỉ thiên thuyền nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi về thế giới vô hoang. Lần này, vì diệt trừ hai vị giám thiên sứ là Đằng Hầu và Diêu Công Đỉnh kia, ai nấy cũng đều bị thương nặng, thảm hơn là cấm bảo của bọn họ gần như bị đánh vỡ, đánh nát, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ai nấy cũng đều tự khoanh chân ngồi xuống, cố gắng chữa trị tổn thương của cấm pháp mình, yên lặng không nói gì. Giao chỉ thiên thuyền ầm ầm lái vào thế giới vô hoang. Bọn họ đi không lâu thì những luồng hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm xông thẳng tới nơi Di Lặc Thiên Địa Tháp hạ xuống. Nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhưng thấy nơi đây chẳng còn gì cả, chỉ còn dấu vết một trận huyết chiến giữa vô hoàng với nhau. Người triệu hồi chứng đạo chi bảo kia đã rời đi đâu rồi? Nhiều vị vô hoàng thiên giới quét mắt khắp nơi nhưng không phát hiện tung tích gì. Đột nhiên, những thần niệm vô cùng mạnh mẽ bắn tới mọi nơi, tràn ngập tới trăm triệu dặm, tra xét xung quanh, chính là Thánh Hoàng, Vu Tổ ra tay tìm kiếm tung tích đám người Diệp Húc. Xích Uyên Ma Tôn xen lẫn trong đám người này, cửa lạnh không thôi thầm nghĩ. Tên tiểu tử Tây Hoàng Tông kia tất nhiên đã về với thế giới vô hoàng rồi. Nay ta còn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi thực lực được. Nếu y lại triệu hồi món bảo vật kia thì ta khó có thể ngăn cản. Chỉ bằng khôi phục tu vi thực lực rồi hắn bắt lấy tra tấn một phen vậy. Người này ắt hẳn là trong 3.000 thế giới lục soát khắp nơi xem. Ta không tin không tìm ra kẻ này được. Một vị vu tổ đột nhiên ra lệnh. Các vu tổ khác thế đều cho cường giả dưới trướng đi ra tìm kiếm tung tích Diệp Húc. Xích Quyên Ma Tôn trong lòng máy động, cường giả thiên giới có nhân số đông đúc, có khi có thể thật sự tìm ra Diệp Húc từ trong 3.000 thế giới. Lại đúng vào lúc này, trời đất bỗng trở nên yên lặng, không có bất kỳ âm thanh tiếng động nào. Trước mắt biến thành một mảng trắng, đen, dường như màu sắc đều biến mất cả. 3.000 thế giới ở bốn phía nơi vô cực kia như dừng lại ở thời khắc này. Cả ánh sáng không ngừng qua lại kia cũng yên lặng bất động. Đám cường giả chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Một cảm giác cực kỳ bi thương bỗng xông lên. Không biết bao nhiêu người giơ tay khẽ vuốt hai gò má, mới phát hiện ra cả khuôn mặt đều là nước mắt. Trời đất bỗng nhiên đỏ tươi như máu, ở nơi vô cực lặng ngắt như tờ này lại nổi lên một trận mưa máu. Mọi người đứng ở trong cơn mưa máu kia nhìn lên vòm trời. Một gã vu tổ lẩm bẩm nói: Thiên đế mất rồi. Ngày này Thương Thiên Đế Tôn mất tại vị hơn 20 vạn năm. Ở ngoài 9 tầng trời, những nhân vật cực kỳ hùng mạnh tìm kiếm tung tích Di Lặc Thiên Địa Tháp khắp nơi. Tốc độ bọn họ chậm một bậc, đương kim thiên đế rời đi rồi bọn họ mới dám lên đường. Đến khi ra khỏi 9 tầng trời thì đã không thấy bóng dáng thiên đế đâu nữa. Không qua bao lâu, trước mắt những nhân vật hùng mạnh này cũng biến thành màu đỏ của máu, trời giáng mưa máu. Đế Tôn đã chết rồi. Một vị thần vương ngẩng đầu lẩm bẩm nói: Thương Thiên Đế Tôn cuối cùng cũng chết rồi. Một vị thần vương khác trên mặt lại lộ ra ý cười. Các vị thần vương đế quân đều chấn động. Thương Thiên đã chết, đế vị trống không, nay thiên giới tất lâm vào một trận dung chuyển lớn. Kho báu nguyên thủy thiên vương để lại e là không dễ tìm được như vậy. Mà giờ khắc này tranh đoạt đế vị là chuyện quan trọng nhất. Có thể tưởng tượng thiên giới tất cả sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Bọn họ lập tức trở về thiên giới. Những thần vương đế quân đó trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Thương Thiên Đế Tôn còn thọ nguyên hơn 100 năm nữa, sao có thể chết lúc này cơ chứ? Chẳng lẽ trong chúng ta có người âm thầm đánh lén tru sát thiên đế hay sao? Mà ở nơi vô cực, những vị vu hoàng, thánh hoàng và vu tổ đến từ thiên giới đều trở về. Thương Thiên đã chết, đây là chuyện vô cùng tốt cho bất cứ kẻ nào. Nếu có thể quật khởi trong thời kỳ thiên giới dung chuyển này, bọn họ hẳn là sẽ có cơ hội xưng đế.
nhưng vẫn còn một đám vô hoàng lựa chọn ở lại tiếp tục tìm kiếm người đã triệu hồi hư ảnh Diên La Thiên Địa Tháp kia. Sau một lúc lâu, Xích Nguyên Ma Tôn hiển lộ ra thân hình, nhìn đám cường giả thiên giới đó rời đi, trong lòng vô cùng chấn động, lẩm bẩm nói: Thiên đế đã chết, e là thiên giới sắp đại loạn rồi. Trận bao loạn này có khi còn lan tràn đến 3.000 thế giới. Tại thế giới vô hoang, đám người Diệp Húc điều khiển thiên thuyền đi đến di chỉ Hoàng Tuyền Ma Tông, đột nhiên thấy màu sắc mất hết, chỉ còn lại hai màu đen và trắng. Không bao lâu sau, trời đất đỏ tươi như máu, mưa máu từ trên trời giáng xuống. Đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng ngẩn ra, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại dị tượng này. Tinh đế giơ tay đón lấy vài giọt mưa máu, cẩn thận nhìn thì thấy chúng cũng không phải là máu tươi thật sự, chỉ là hiện tượng màu đỏ nhìn trông như máu mà thôi. Bên trong giọt mưa, từng luồng linh khí mang theo hoa văn độc đáo kỳ dị phát ra, làm cho người ta phải chực chực lấy làm ngạc nhiên. Trời cao đổi màu, mưa máu giáng xuống, đây là dị triệu chỉ xuất hiện khi thiên đế băng hà. Hạng tông chủ nhìn lên vòm trời lẩm bẩm nói. Ma Hoàng trầm giọng lên tiếng: Đúng vậy, ta từng thấy điển tịch trong Sâm La Thần Điện có ghi lại, nghe nói khi thiên đế chết đi, trời đất khóc thương, tu vi toàn thân đại đế tiêu tán rót vào trong thiên địa, những linh khí mà ông ta hấp thu khi còn sống sẽ trả hết cho hậu thế, tu vi ông phân tán sẽ hình thành mưa máu. Cảnh tượng này chỉ có thể nói rõ thiên đế thiên giới kia e là đột nhiên đã chết rồi. Ứng Tông Đạo lặng lẽ gật đầu, hắn cũng đọc những ghi chép liên quan ở trong các điển tịch khác, cảnh tượng này đúng là dấu hiệu thiên đế băng hà. Hắn nhẹ giọng nói: Nhưng đương kim thiên đế chắc là không phải hao hết thọ nguyên chứ? Đúng là rất kỳ quái. Diệp Húc đã khôi phục một phần tu vi, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Trước đó không lâu, đương kim thiên đế còn tuyển chọn tú nữ để ông ta để lại con cháu. Vị Tây Vương Mẫu trong Hoa Tư Thiên Quốc bị chọn, bất đắc dĩ vị Tây Vương Mẫu này lựa chọn đồng quy vu tận với đứa con thiên đế ở trong bụng. Nếu thiên đế thật sự không thể sống được vài ngày nữa thì chắc đã sớm để lại người kế vị, làm cho con mình xuất thế sớm trăm năm, bồi dưỡng cẩn thận để ông ta chết rồi thì đứa con đó có thể tranh đoạt đế vị cùng những cường giả khác. Từ điểm đó có thể thấy được, đương kim thiên đế còn ít nhất 100 năm thọ nguyên, còn phải sống thêm trăm năm nữa thì hồn mới quy thiên được. Nếu ông ta để lại người kế vị trước khi chết thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Các vị thần vương đế quân khác chưa chắc đã làm cho con ông ta thuận lợi trưởng thành. Tỷ như đế khốc thần vương, từ thời đại đại thương đã bắt đầu bố trí đường lui, thẳng đến cách đây không lâu, đế tuệ xuất thế. Loại thủ đoạn này là mưu lược của nhân vật cấp đế quân. Đương kim thiên đế chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chẳng lẽ ở thiên giới có kẻ mưu phản, nói theo thanh đế giết Hạo Thiên, thí đế đoạt vị hay sao? Diệp Húc suy đoán nói. Ma Hoàng cười ha hả, hào khí vạn trượng, bệ nghệ bốn phương. Thiên đế, cái lão già này chết thì cũng chết rồi, mặc kệ là chết trong tay ai. Lão chết rồi đúng là lúc quần hùng nổi lên bốn phía tranh đoạt đế vị. Lúc này thiên giới chắc là đại loạn rồi, rất thích hợp cho bổn hoàng đục nước béo cò, quật khởi trong thời hỗn loạn này. Gã đột nhiên ho khan dữ dội rồi hộc máu, cũng là bị thương nặng sau trận chiến với hai vị gián thiên sứ, lúc này tâm tình kích động nên không thể chấn áp được thương thế. Ma Hoàng nói rất đúng, thiên giới đại loạn chính là thời khắc cho anh hùng vùng lên. Hạng tông chủ cười ha hả nói. Cấm bảo của chúng ta gần như bị hủy hết rồi, không bằng nhân cơ hội đến thiên giới cướp đoạt bảo vật, tìm kiếm ít kỳ chân luyện chế lại cấm bảo, thậm chí là cướp đoạt tiên linh mạch, lập cơ nghiệp trên thiên giới, xưng hoàng làm tổ cũng là không nói chơi. Đây là cơ hội tốt trời ban. Ánh mắt Đứng Tông Đạo chớp động, mỉm cười nói. Ta vốn tính trở thành vô hoàng, tiêu diệt giám thiên sứ, rồi sẽ rời khỏi thế giới vô hoàng đến thiên giới, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Thạch huynh, yêu huynh thế nào? Tinh đế ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn vào những giọt mưa máu trong tay, lạnh nhạt nói. Người đi rồi, nếu ta ở lại thì phải đi đâu để tìm đối thủ cả đời đây? Bốn vị vô hoàng hưng phấn không thôi, xoa tay chuẩn bị đi thiên giới quậy phá một trận. Ma Hoàng cười ha hả nói. Thiên giới kia, Ma Hoàng đến đây, các người hãy run rẩy, quỳ gối dưới chân chấm đi. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên bờ vai của gã, ấn cho vị vô hoàng ma tộc này phải ngồi xuống. Ma Hoàng quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Húc. Được rồi, bốn người các ngài ai cũng bị thương, tu vi gần như bị phế cả. Cấm bảo đều bị đánh nát rồi, 10 cái mạng thì cũng mất đi 9 cả. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trách cứ đám người này. Giờ đừng có nghĩ đến chuyện đi thiên giới nữa, trước tiên dưỡng khỏi thương thế rồi hãng hay. Hiện giờ các ngài đừng nói là đến thiên giới, rời sông lấp biển, cho dù một mình ta thôi cũng đủ đánh ngã các ngài rồi. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thương đi, khỏi rồi hãng mưu đồ đại kế.
Tiểu tử thối, ngươi lại dám giao huấn bổn hoàng sao? Chờ bổn hoàng trở thành thiên đế tiếp theo. Ma hoàng dãy dụa vài cái nhưng lại chẳng thể dãy dụa khỏi tay của Diệp Phúc chấn áp, cả giận mà quát: một tay là đủ để đánh ngã bốn vị vu hoàng bọn ta sao? Hạng tông chủ cười lạnh: Diệp tiểu tử, khẩu khí lớn quá rồi đấy. Bọn ta tuy chỉ có nửa cái mạng nhưng vẫn là vu hoàng, không thể khinh thường được. Ông vừa nói xong thì Diệp Phúc lập tức giơ tay kia đặt lên bờ vai của ông. Hạng tông chủ dãy dụa một lát nhưng chỉ phải chán nản ngồi im. Trong tất cả mọi người, ông bị thương nặng nhất, tu vi gần như bị diệt đi chín thành, chỉ còn lại có một thành, mà cấm bảo lại hư hại không thành một hệ thống. Nay ông ta ngoài có được thân thể vu hoàng thì những thứ khác đều ở trạng thái tàn phế. Những người khác cũng là như vậy, chỉ có Diệp Húc là không bị tổn thương gì mấy, ngoài triệu hồi hư ảnh Di La Thiên Địa Tháp hao hết sạch tu vi. Nhưng với tốc độ khôi phục của hắn kia, thực có thể bổ sung hết tu vi đã tiêu hao. Diệp Húc liếc nhìn Đứng Tông Đạo và Tinh Đế, thấy hai người này nóng lòng muốn thử, tựa như muốn xem một mình Diệp Húc có thể chấn áp hết bọn họ hay không, nhưng lại không có gì động, cũng là sợ bị Diệp Húc chấn áp khiến cho mặt mũi vô hoàng mất hết. Trận mưa máu này thật lớn. Tinh Đế quay đầu nhìn ra ngoài thuyền lẩm bẩm nói: Thường Thiên đã chết, Long Xà vùng lên, Hào Kiệt đều đứng dậy, thiên hạ hôm nay ai mới là người có thể trèo lên đế vị đây? Ứng Tông Đạo nhìn Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ bị áp chế cho không thể đứng dậy, cười nói. Diệp Phúc thu tay lại, đứng ở đầu thuyền nhìn về phía thế giới vô hoang bên dưới. Mưa máu rơi xuống, thấm nhuần mặt đất, sinh cơ giặt rào, nảy mầm từ trong đất, vạn vật sinh trưởng. Vô luận là vô sĩ hay phạm nhân, là chim bay hay thú chạy, hay hoa cỏ cây cối đều được linh khí trong mưa máu tưới nhuần. Có thứ mở ra linh khí, hóa thành yêu ma, lại có kẻ tư chất bay vọt trở thành vô sĩ. Thiên đế chết, làm cho thiên giới thậm chí là 3.000 thế giới được tu vi ông ta thấm nhuần trở thành một đại thế lớn. Một thời đại mới sắp đến, có thể tưởng tượng đây tất là một hồi thịnh thế khó gặp trong bao nhiêu vạn năm nay, không biết sẽ tạo nên bao nhiêu cường giả. Trận mưa máu này rơi trong 3 ngày rồi cũng ngừng, màu sắc trong trời đất trở lại bình thường, không còn hai màu đen trắng như trước nữa. Trên di chỉ Hoàng Tuyển Ma Tông, Diệp Húc đã khôi phục tu vi. Hắn tế ngọc lâu lên, lấy ra những đầu thuần dương linh mạch bậc 9 dài hẹp đưa vào trong đất. Mặt đất đầm mầm dựng lên, những ngọn núi cao hóa thành linh sơn thánh địa, sản sinh ra vô số thuần dương linh khí có thể cung cấp cho người tu luyện. Diệp Húc lại cùng đám người Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu, Triều Công Thiều đồng loạt ra tay giam cầm đám linh mạch này, lại để tạo nên những ngọn thánh sơn, khiến cho Hoàng Tuyển Ma Tông chẳng những khôi phục sự thịnh vượng ngày xưa, thậm chí so với thánh địa thập vạn đại sơn xưa kia còn hùng vĩ bao la gấp trăm lần. Bốn vị vu hoàng là Ma Hoàng, Tinh Đế, Ứng Tông Đạo và Hạng Tịch tọa trấn Hoàng Tuyển Ma Tông khôi phục nguyên thí, nghỉ ngơi dưỡng sức, cố gắng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hơi thở bốn vị vu hoàng bốc thẳng trời cao, diễn biến ra những dị tượng ma quốc, thiên đình, địa ngục, tinh không trên không trung Hoàng Tuyển Ma Tông. Sự thịnh vượng này là thời viễn cổ không có. Ở thế hệ này, Hoàng Tuyển Ma Tông trở nên vô cùng hưng thịnh, thậm chí còn vượt qua cả thời tổ sư khai phái. Giám Thiên Sứ đã chết, nhưng mối thù lớn của Thủy Hoàng Đế vẫn còn, ta vẫn chưa hoàn thành lời hứa. Diệp Húc nhìn đến Hoàng Thành Đại Tần ở phía bắc xa xôi, chỉ thấy nơi đó long khí quấn quanh, hoàng uy không giảm, hắn thầm nhủ trong lòng. Hắn đi ra Hoàng Tuyển Ma Tông, Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu đi theo hai bên hắn. Ba người bước vài bước liền đến Hoàng Thành của Đại Tần, giáng lâm đến Hoàng Cung. Đám cường giả Đại Tần nhất thời bị kinh động, đều gầm lên rồi xung phong liều chết. Trong mắt Phượng Yên Nhu hiện lên sát khí, nàng đang định tế hư không ngọc bội lên thì thấy Diệp Húc khẽ lắc đầu. Ba người đi thẳng về phía trước, cường giả Đại Tần lao tới nhưng chẳng thể đến gần người, đều bị hơi thở của Diệp Húc chấn áp. Tất cả đều trông như những bức tượng gỗ đứng im tại chỗ. Diệp Húc đi vào trong triều đình, chỉ thấy Tần Hoàng trông vô cùng oai phong ngồi trên long đình, Đôi Thiên thập nhị đồng nhân rình sẵn bốn phía, đám quần thần dưới triều đằng đằng sát khí chăm chú nhìn ba người Diệp Húc đến. Diệp thiếu báo, ngươi liên tục xông vào Hoàng Cung Đại Tần ta, chẳng lẽ không sợ chết thì sao? Sắc mặt Tần Hoàng uy nghiêm, gã thúc giục Đôi Thiên thập nhị đồng nhân khiến hơi thở cấm bảo tràn ngập ra, trầm giọng nói: Chấm nhận mệnh trời. Chết đi. Diệp Húc giơ tay lướt qua triều đình, xuyên qua Đôi Thiên thập nhị thần sát đại trận, không cho hắn nói hết câu, bắt lấy Tần Hoàng nhấc khỏi long ỷ, cười lạnh mà nói: Đằng Quân Sương, phụ thân ngươi đã bị ta chu sát rồi, ngươi cũng đi theo lão đi. Bùm một tiếng, Tần Hoàng nổ bung hóa thành một đám xương máu. Diệp Húc bóp chết Tần Hoàng rồi nhìn về phía lão đại tướng quân, điềm như nói: Lã tướng quốc, ông tạm thời nắm giữ triều cương, giết hết huyết mạch đằng hầu cho ta, một tên cũng không tha, báo thù rửa hận cho Thủy Hoàng Đế.
Đế đô Hàm Dương nay đã biến thành một hoàng thành, được 99 con rồng bảo vệ xung quanh. Mà ở trên không trung, ngoài 9 con tổ long ý chí bất tử của Đại Tần ra, còn có một con Phách Hạ cùng kiều đỉnh của Đại Hạ. Từ khi bị Thánh Hoàng phân thân đánh cho trọng thương, Phách Hạ lão tổ luôn luôn ngủ say, được linh khí của linh mạch thấm nhuần cũng nên từ từ sống lại. Lại được Diệp Phúc căn bài trong đế đô, vừa hấp thu linh khí trưởng thành, vừa giúp hắn trấn thủ Đại Tần. Đằng Hầu nhất mạch đã bị hắn giết hết sạch sẽ, mà trong hoàng thất Đại Tần kia, tuy còn có huyết mạch của Đông Lê bộ tộc như đám người Ngọc Xanh quận chúa, nhưng lại không phải là huyết thống trực hệ của Thủy Hoàng Đế, mà tu vi lại quá kém, nếu trưởng quản một quốc gia thì sớm muộn gì sẽ dẫn tới đại họa. Ý của Lã Xuân Thu đại tướng quốc là cho Diệp Phúc đăng cơ trở thành hoàng đế Đại Tần, chứ không thay đổi quốc hiệu. Sau đó Diệp Phúc cưới nữ tử Đông Lê làm vợ, sinh con đẻ cháu, kế thừa đế vị, nhưng bị Diệp Phúc bác bỏ. Cuối cùng Phách Hạ lão tổ lên tiếng để Diệp Phúc đăng cơ xưng đế, nhưng chỉ là mang hư danh, sau đó ra sức sinh một đứa trẻ rồi truyền đế vị cho đứa bé đó. Con cháu Diệp Phúc tương lai nhất định phải dung hợp huyết thống của Chuyên Húc thần vương, mà còn phải cưới nữ tử Đông Lê làm vợ. Như vậy thì Đại Hạ và Đại Tần sẽ hợp làm một, tất cả đều vui vẻ. Diệp Phúc cũng gắng gượng đồng ý để cho Lã tướng quốc nắm toàn bộ triều cương như trước, còn mình thì chỉ làm hoàng đế trên danh nghĩa. Ý chí của hắn không ở nơi đây, cho dù có thống nhất thế giới vô hoang thì cũng sẽ không cố thủ giang sơn. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu thì lại thầm oán, con chưa kịp sinh ra thì đã bị cha nó bán đi mất. Hai cô gái thì thà thì thầm bàn bạc xem con của ai sẽ làm hoàng đế tương lai của Đại Tần. Lại nghe Tây Vương Mẫu trẻ tuổi đỏ mặt cười nói, Tô tỷ tỷ, con của muội sớm đã bị sư huynh bán đi rồi, tương lai phải đi quân luân thế giới Hoa Tư Thiên Quốc làm Tây Hoàng, cho nên chỉ có con của tỷ tỷ có thể làm Tần Hoàng thôi. Tô Kiều Kiều hung hăng lướt Diệp Phúc một cái, giờ khóc giờ cười. Bát tự còn chưa xong, tướng công đã bắn sạch con của mình đi rồi. Tiểu bảo này, ngươi phải cố gắng sinh thái tử, càng sớm càng tốt. Mà Phách Hạ lão tổ thì lại dặn dò, thái tử vừa ra đời thì hãy ôm thằng bé để cho lão tổ ta nuôi lớn thành ngươi, nhất định sẽ dạy cho nó thành một vị minh quân, anh minh thần võ. Diệp Phúc dùng mình một cái, đồng ý không ngừng, rồi vội vàng mang theo Phượng Yên Nhu và Tô Kiều Kiều chạy khỏi đế đô. Đến khi rời khỏi phạm vi nhĩ lực của Phách Hạ lão tổ, Diệp Phúc trịnh trọng nói với Tô Kiều Kiều, phu nhân, nếu sinh ra thái tử thì không thể để cho Phách Hạ lão tổ nuôi nấng được, nếu không thì chẳng biết thái tử nhà chúng ta sẽ biến thành cái loại đức hạnh gì nữa đây, có khi lại khiêng một cái bia đá lớn trên đó có ghi hôm nay ta lại vào triều, ta thật là chuyên cần, vân vân ý chứ. Hai cô gái nhớ tới những gì Phách Hạ lão tổ đã làm liền thấy buồn cười, cùng hắn trở về Hoàng Tuyển Ma Tông. Lúc này Hoàng Tuyển Ma Tông vô cùng náo nhiệt, ở trong Thập Vạn Đại Sơn tập trung các vu sĩ đại vu, các thánh địa, các đại thánh địa từ các châu lục, thậm chí có cả Nhân Hoàng Thánh Chủ. Đây là việc quan trọng của thế giới vô hoang, thậm chí so với Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, độ vô hoàng nhân kiếp còn đồ sộ hơn rất nhiều. Mọi người ngồi ngay ngắn và cẩn thận lắng nghe. Lúc này bốn vị vô hoàng Ứng Tông Đạo, Tinh Đế Ma Hoàng và Hạng Tông Chủ khoanh chân ngồi giữa trung tâm, đều tự phân ra cấm pháp phân thân cùng ngồi xung quanh, cùng mở miệng giảng ra tâm đắc vô hoàng. Bản tôn bọn họ cùng với cấm pháp phân thân là có tất cả 35 tôn, Ứng Tông Đạo và Ma Hoàng mỗi người có 10 phân thân, Tinh Đế 2 phân thân và Hạng Tông Chủ 9 phân thân. Ai nấy đều tự giảng giải ra sự ảo diệu của vô hoàng. Trong lúc nhất thời, thiên hoa tung bay, thiên ma phi vũ, long dao bơi lượn, tinh quang sáng chói, muôn hình vạn trạng, làm cho người ta như say như mê mà lắng nghe. Đây là chủ ý của Diệp Phúc, trước khi để bốn vị vô hoàng đi thiên giới thì để họ khai đàn giảng pháp cho mọi người trong thế giới vô hoang, giảng các loại lĩnh ngộ khi mình trở thành vô hoàng, mở ra cánh cửa trí tuệ cho tất cả sinh linh của thế giới vô hoang, làm cho bọn họ có thể nhìn thấy con đường tiến lên vô hoàng. Chuyện này bốn vị vô hoàng thuyết pháp, mở ra linh trí trực tiếp, bỏ đi lốt thú, hóa thành hình người, yêu khí tràn ngập quanh thân, trở thành vu sĩ yêu tộc. Nghe xong lần giảng pháp này, không biết bao nhiêu người vốn nghi hoặc đã lâu bỗng thấy sáng tỏ thông suốt, tu vi tiến nhanh, trực tiếp nhảy ra khỏi trở ngại, tiến lên cảnh giới cao hơn. Ngay cả các đại thánh chủ của các đại thánh địa cũng có thu hoạch, tu vi tinh tiến hơn xa trước đây. Cho dù lúc trước Ứng Tông Đạo và Diệp Phúc có đắc tội bao nhiêu người, bao nhiêu thánh địa, việc thiện lần này đã đủ để tuyệt đại đa số người quên đi chuyện ác họ đã làm, chỉ nhớ kỹ lần truyền đạo thụ nghiệp này. Trận khai đàn giảng pháp này kéo dài liên tục hơn 3 tháng, đám người Ứng Tông Đạo mới ngừng lại, tự thu hồi phân thân. Bốn vị vô hoàng giảng pháp 3 tháng đủ để tạo ra một thời thịnh thế cho thế giới vô hoang, có thể nói là trước nay chưa từng có, làm cho thế giới vô hoang vốn yên lặng đã lâu
nghênh đón thời đại, các lớp cao thủ xuất hiện, hào kiệt tập hợp. Có thể tưởng tượng, trong một thời gian rất dài sau này, cường giả ở thế giới vua hoang nhất định sẽ như nấm mọc sau mưa, thậm chí là không ít vua hoàng. Thực lực toàn bộ vua hoang sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Các vị, Ứng Mỗ đã trở thành vua hoàng, diệt trừ giám thiên sứ khiến cho thiên hạ thái bình. Nay Ứng Mỗ tuyên bố một thay đổi, mong các vị thánh chủ hãy hủy bỏ vua hoàng nhân kiếp. Ứng Tông Đạo nhẹ giọng nói khiến cho đám đông đang ngộ đạo chợt bừng tỉnh. Từ nay về sau sẽ không còn nhân kiếp nữa, ai cũng có thể trở thành vua hoàng. Bốn vị vua hoàng ta sắp đi lên thiên giới, có thể cam đoan với các vị, nếu có vua hoàng xuất hiện áp bức các thánh địa, bọn ta tất sẽ trở về từ thiên giới tru sát kẻ đó. Vua hoàng nhân kiếp là ác mộng của tất cả các thánh chủ, nhưng sở dĩ xuất hiện thói quen xấu này chính là các đại thánh địa lo lắng có người trở thành vua hoàng sẽ thống nhất thế giới vua hoàng, áp bức không gian sinh tồn của các đại thánh địa. Nhưng nếu có bốn vị vua hoàng Ứng Tông Đạo, Tinh Đế, Hạng Tịch và Ma Hoàng cùng cam kết, loại ác tục thói xấu vua hoàng nhân kiếp này sẽ tan thành mây khói. Vua hoàng nhân kiếp là chướng ngại vật cuối cùng của một thế giới vua hoàng phục hưng, nay nó đã thành lịch sử. Các vị, giảng pháp xong rồi, đi thiên giới thôi. Hạng Tông Chủ trầm giọng nói. Tinh Đế và Ma Hoàng gật đầu, đều tự để lại một tôn vua hoàng phân thân, một tọa chấn Chu Thiên Tinh Cung, một tọa chấn hàng của ma vực. Bốn người vươn người đứng dậy, đánh phá hư không, làm lộ ra không gian vô ngần ở nơi vô cực kia, tính lấy vô cực làm ván cầu, mở ra hàng rào thiên giới, tiến vào thiên giới. Diệp Thiếu Báo, ngươi liên tục đối nghịch với bổn hoàng, tiếc là bổn hoàng vẫn không thể giết ngươi, thế nhưng nhân vật con ta thì sẽ nhớ ngươi mãi không quên kìa. Ma Hoàng quay đầu cười to nói, ngươi hãy cẩn thận, sau khi bổn hoàng rời đi rồi, nó sẽ thay thế bổn hoàng làm chủ Xâm La Thần Điện, tất sẽ cùng với ngươi có một trận long tranh hổ đấu. Ma Hoàng, ngài lại giỡn rồi. Diệp Phúc vẫy tay đưa tiễn cười nói, Lệnh Lang cùng với ta tranh chấp thật đúng là buồn cười, hãy chờ con ta xuất thế rồi để nó quyết hơn thua cùng với Lệnh Lang thôi. Tiểu tử thối, ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Sắc mặt Ma Hoàng trầm xuống, bước vào nơi vô cực. Ứng Tông Đạo, Tinh Đế và Hạng Tông Chủ cũng rời khỏi thế giới vô hoang, biến mất không thấy gì nữa. Các vị, qua không lâu nữa ta cũng sẽ đi thiên giới tìm các ngài. Diệp Phúc nhìn bọn họ rời đi, trong lòng thầm nói, bốn vị vô hoàng đã đi, thế giới vô hoang lâm vào trong an tĩnh, hiếm khi được thanh nhàn. Diệp Phúc quyết tâm, sở dĩ hắn chưa đi theo đám người Ứng Tông Đạo lên thiên giới là vì tục sự chưa xong, lấy thủ đoạn của hắn thì có thể dễ dàng ra vào thiên giới. Đầu tiên là hắn và Phượng Yên Nhu đi đến Thiên Điêu Cung, hai người chính thức thành vợ chồng. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu cũng biết không lâu nữa hắn sẽ rời khỏi vô hoang, cho nên hai nàng đều rất quý trọng những ngày bình thản khó có được này. Hắn mang theo hai vị phu nhân đi thăm bạn cũ. Trong lúc đó, Diệp Phúc lại mở ra Ngọc Lâu tầng thứ 9, tìm được tâm pháp ở trong đó. Tâm pháp xuất hiện trong Ngọc Lâu là tâm pháp Tam Hoàng Cảnh, bao gồm Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, Hồng Mông Thanh Liên Kinh, Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh. Ngoài ba loại tâm pháp đế cấp này thì chẳng còn gì khác. Mà tầng thứ 10, tầng thứ 11 cũng bị hắn mở ra, bên trong không có vật gì. Tòa Ngọc Lâu này so với Ngọc Lâu Trẻ Ban giống nhau, chỉ cung cấp tâm pháp 9 tầng cũng đủ làm cho hắn tiến vào Tam Hoàng Cảnh, tu thành vua hoàng. Nhưng nếu muốn tu thành thánh hoàng thì cần dựa vào lĩnh ngộ của mình, chỉ dựa vào tâm pháp thôi thì không thể làm được. Nhưng môn cấm pháp Bản Vương Khai Thiên Kinh mà Diệp Phúc sáng tạo ra càng ngày càng hoàn thiện, cần tâm pháp khác cũng càng ngày càng ít đi. Cho dù là tâm pháp đế cấp, hắn chỉ lĩnh ngộ tinh túy bên trong rồi vứt bỏ. Có được ba tâm pháp đế cấp này, Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn càng thêm hoàn thiện, càng thêm sung mãn, thành tựu của hắn càng ngày càng cao. Sư huynh, muội vẫn không thể suy tính ra nơi số mệnh hưng thịnh của 3000 thế giới là ở nơi nào. Phượng Yên Nhu nhíu nhíu đôi mày lai liễu lại, bụng nàng hơi gồ lên, hiển nhiên là đang mang thai, có phần chán nản mà nói, muội suy tính đến mặt sau thì cảm giác nơi đó như là không ở trung thổ thần châu, thậm chí cũng không ở thế giới vô hoang, luôn cảm thấy sắp suy tính ra thì lại thiếu một vài thứ. Là thiếu gì vậy? Diệp Phúc tâm khẽ động dò hỏi. Thế giới vô hoang ta dù nói là có 3000 đại lục, nhưng trên thực tế lại chỉ có 2991 đại lục thôi. 9 đại lục khác đã bị vũ hoàng luyện thành cửu đỉnh, bởi vậy số mệnh 3000 thế giới đã thiếu đi 9 đạo, làm cho muội không thể từ quỹ tích 3000 thế giới vận hành mà suy tính ra đế hương chi địa được. Nếu trở lại 9 đại lục địa này thì có thể dễ dàng suy tính ra đế hương chi địa là ở nơi nào. Một khi đã như vậy, ta luyện ra 9 tòa đại lục, 9 tòa lục địa, làm cho chúng tiếp nhận số mệnh của 9 thế giới. Diệp Phúc cười nói, hắn lập tức tỉnh ngộ, trong lòng chấn động, hiểu ra tại sao vô hoàng phải luyện chế kiều đỉnh, chấn áp số mệnh thế giới vô hoàng.
3.000 lục địa đối ứng với 3.000 thế giới. Thiếu đi 9 lục địa thì không thể nào biết đế hưng chi địa ở nơi nào. Đế hưng chi địa sẽ bị vùi lấp hoàn toàn. Từ nay về sau vô hoàng sinh ra, từ thế giới vô hoàng không ai còn có thể tiếp lấy số mệnh của 3.000 thế giới. Loại thủ đoạn này không thể là vô hoàng có thể làm ra được. Ông ta luyện chế 9 lục địa thành kiều đỉnh, nhất định là được kẻ khác bày mưu đặt kế. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi chọc khí thầm nghĩ. Mà kẻ này chỉ có thể là hiên viên thiên đế. Thật tài ba, hiên viên thiên đế đúng là vị đại đế tài ba. Loại thủ đoạn này làm cho người ta theo không kịp mà. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 166 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập 167 sắp tới.